Ok và hai, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tựa game mới. Đây là một tựa game sinh tồn nha anh em. Tựa game này có tên là Subnautica Below Zero. Đây là phần thứ hai của tựa game. Đi trước chỉ có một tên thôi, đó chính là Subnautica. Thì phần 2 nó có thêm cái chữ Below Zero nữa. Đây là một tựa game sinh tồn dưới biển anh em nhé. Không phải là một tựa game sinh tồn trên đất liền, xây nhà xây cửa các kiểu. Hình như là cũng có xây nhà xây cửa thì phải. Mình nói chung mình cũng không biết nhiều bởi vì game này mình chưa chơi bao giờ. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em cái tựa game này nhé. Và đây là một cái bản phiên bản gọi là Early Access, tức là phiên bản đang trong quá trình phát triển. Thì anh em có thể nhìn trên bên trên này, góc bên đây, góc bên trên phía bên tay phải của mình. Đây là phiên bản thử nghiệm tháng 9 năm 2020. Thì đây là một tựa game chưa đầy đủ. Mình không biết là nó đã đầy đủ về mặt cốt truyện hay là các kiểu chưa. Nhưng mà thôi chúng ta cứ trải nghiệm trước đi ha. Rồi, mình sẽ chơi luôn. Bắt đầu chơi mới này. Và game này có hỗ trợ tiếng Việt anh em ạ. Đây là một cái thứ mình rất thích. Ở đây nó có rất là nhiều những cái chế độ cho mình chơi, bao gồm là sinh tồn, sống sót sau sự cố xảy ra, một nhiệm vụ được giao ở một hành tinh xa lạ, và tìm kiếm tài nguyên. Giống chế độ sinh tồn nhưng không bị đói hoặc là khát. Tàn nhẫn. Đây chắc là chế độ khó hơn của cái chế độ sinh tồn đấy. Chúng ta sẽ chơi sinh tồn nhá. Mình chưa biết chơi như thế nào mà mình còn chơi tàn nhẫn thì không được. Ok. Còn chơi tự do mà không đói khát thì mất vui. Nó không còn là cái chất của tự game sinh tồn nữa. Ui, bây giờ đang tải map anh em ạ. Mong là sẽ tải nhanh một chút. Cái game này mình không có để ở ổ SSD nên thế mình sợ tải hơi lâu. Mong là sẽ tải nhanh một chút nhỉ. Thôi thì đang trong quá trình tải map này thì mình sẽ trò chuyện anh em một chút nhé. Thì trong những cái thời gian gần đây vừa rồi mình quay trở lại là với công việc làm video ấy, thì mình đã cho ra hình như là 4 hay 5 series game đúng không? Thì mình bảo đảm với các bạn luôn thì mình sẽ hoàn thiện hết tất cả 4 series game này. Rồi mình sẽ tiếp tục gửi đến cho anh em những cái series game tiếp theo. Và trong cái quá trình đó thì mình sẽ nhồi nhét thêm một chút những cái tựa game lẻ chẳng hạn, hoặc là một số những cái tựa game kinh dị lẻ hoặc mình có thể kiếm được, hoặc là một số tựa game nào đó mà bỗng nhiên mình cảm giác thấy nó hay thì mình sẽ gửi đến cho anh em mọi lúc nhá. Thì mỗi ngày thì mình sẽ cho ra một video, nếu như mà nổi máu cho điên thì mình sẽ cho ra 2 video một ngày. Những cái ngày mà qua khoảng giờ chiều mà vẫn chưa có video thì tức là hôm đấy mình nghỉ nhá. Mong anh em thông cảm, chắc là mình có việc đấy. Ok. Tải map hơi lâu anh em ạ. Rồi, nó vào rồi. Thông báo. Ui. Được quá nhỉ. Ở tiếng Việt đâu? Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra. Đó làm gì đấy? Ui, đẹp thế nhở. Approaching 45-46 speed. Surface temperature is life pod deployed. Oh, yep. Mình đang để âm thanh nên cái tai nghe mình hơi to. Mày nghe hết hồn luôn mà. Giờ làm gì? Không mẹ tàu rồi. Ấn F8 để báo cáo lỗi và gửi phản hồi. À, cái này là báo cáo lỗi cho nhà phát hành thôi, chứ không phải là tính năng game. Welcome to 45-46 feet. Enjoy your stay. Âm thanh to quá. Anh em đợi mình chút để mình chuyển âm thanh lại xuống to quá. Nghe mẹ thủng mẹ lỗ tai mất. Đâu rồi? Cái chỗ chuyển âm thanh đâu rồi? Không có chỗ chuyển âm thanh à? Chung. Đây. Âm thanh to quá. Mình sẽ giảm xuống khoảng 75 nha anh em. Thường thường như những cái video mình làm ấy, âm thanh nó hơi bị nhỏ. Nên thêm mình đang cố gắng để mắc âm thanh của game. Âm lượng nói mình sẽ giảm cái này xuống khoảng 55 đi.
không cần thiết đâu. Âm thanh môi trường để cao một chút, để khoảng 80. Rồi, ok. Đỡ hơn rồi đấy. Bây giờ làm gì đâu? Ôi ôi ôi. Má, phi thuyền nổ luôn à. Ui, anh em nhìn này. Ui, đồ họa này. Ai bảo game này đồ họa xấu đâu. Trời ơi, đồ họa đẹp vãi lìn luôn. Ok, chắc là mình sẽ phải tới cái chỗ mà có cái hòm tiếp tế này. Ôi rồi ôi, mấy bố giật tiếng Việt kiểu gì đấy, đã giật hết đâu. Để nói là chưa giật hết anh em ạ. Thôi, mình nghĩ là sẽ phải chạy. Cái gì đấy? Quá cực. Ôi 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 ôi. Cái này có đi qua được không đây? Sao mày lại nhìn tao? Mày nhìn ghê quá liền anh em ạ. Thôi 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 thôi. Chắc là mấy cái cây này nó sẽ không làm gì mình đâu. Đi qua thôi. Mình bị một cái tật khi mà làm video, anh em biết đấy, là tay mình hay chọc vào mũi, và mỗi khi mà mình chọc vào thì mình sẽ bị hắt hơi, và hắt hơi thì nó sẽ bị đầy mũi, anh em hiểu không? Xong rồi đấy, xong rồi anh em biết lý do tiếp theo là gì đấy. Tôi sẽ bị ngứa mũi và tôi hắt hơi liên tục, cái đấy là cái tật của tôi không thể bỏ được. Ui, mẹ sướng vãi lìn. Đây là một cái tựa game mà sinh tồn mình rất là thích, nhưng mà tại phần trước mình không chơi là bởi vì lúc đó mình đang nghiền một tựa game khác, nên thấy mình quên mất đi sự tồn tại của cái trò chơi này. Thì bây giờ qua cái phần 2 thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm luôn. Mình nghĩ là mình đã tính chơi phần 1, nhưng mà mình nghĩ là thôi, có phần 2 là chơi luôn, bởi vì mình nghe bảo là phần 2 với phần 1 cốt truyện nó không giống nhau. Nó tuy nó là hai tựa game của hai phần gắn liền rồi, nhưng mà thực sự ấy, nó như kiểu là hai thế giới khác nhau vậy. Thế thôi mình chơi phần 2 luôn. Giờ mình làm gì đây? Giờ làm gì đây? Nó đã giật hết những cái việc sắp hết những cái thứ này rồi, nhưng mà cái phần mà chú thích này vẫn chưa giật anh em ạ. Bây giờ mình phải làm gì đây? Ở đây là các bản thiết kế này, điện thoại này chưa giật hết này. Hiện tại mình chưa biết làm gì. Để xem coi. Ủa bây giờ làm gì trời? Chỉ vậy thôi à? Ui. Đây là những cái dùng mình có thể chế tạo đấy. Chúng ta cần pin thủy tinh với lại silicon. Ok. What? Hình như là mình chưa có nhiệm vụ anh em ạ. Sao mình không thấy nhiệm vụ nhỉ? Mấy cái gì bên ngoài nổ ghê vậy trời? À. Từ 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 từ. Để mình kiểm tra những cái phím điều khiển anh em ạ. Mình phải xem một chút để mình nắm bắt cái phím điều khiển này. Phá hủy lẫn quy này, tương tác lẫn e, dùng chuột trái chuột phải chuyển tiếp, tải lại Answell Cone là cái gì? Ui, cái côn này, nếu như mà cái côn ấn nút T này thì mình nghĩ là game này về sau chắc là có chế độ co-op đấy. Cái phần này có phải là nhấn để nói đúng không? Hình như là thế đấy anh em ạ. Ôi, nếu có phần co-op thì game này thực sự rất là tuyệt vời đấy. Ok. Rồi, bây giờ có thể cho tôi biết tôi phải làm gì được không? Nói chung là ui, nhiều đồ lắm anh em ạ. Dây đồng này, pin này, chân vịt các kiểu này. Thôi, bây giờ thì chắc là chưa có nhiệm vụ nên mình sẽ chế tạo một số những cái thứ vớ vẩn anh em ạ. Hiện tại thì mình cứ thử chế những cái dụng cụ này trước này, bao gồm là máy quét này. Chúng ta cần một pin với titanium. Pin với titanium. Mỗi lần mà tắt cái bảng kia thì mình cứ quẹt ấn nút Escape ấy. Bây giờ làm sao để làm pin? Đây, pin thì mình cần có một cái dây với là một cái quặng đồng. Ok. Công cụ đây.
Ôi mình cần rất nhiều pin anh em ạ. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể lấy được mấy cái kia nhỉ? Cái này à? Không phải. Đâu để bơi xung quanh xem có gì để lấy không? Ôi ôi tiếng còn gì đấy? Mẹ. Vãi. Ôi, game này có oxy nhá. Game này có oxy gen nhá, không cẩn thận là hết oxy đấy. Thực sự bây giờ mình không biết là phải làm cái gì cả. Nói chung là chúng ta cần beat lại ấn nút escape rồi đi. Lượm được mấy cái này không? Ô, lượm được này. Ô. Ngoài ra là thế, cái này là nấm anh em ạ. Cái gì đây? Cái này thì chắc là phải cần máy quét đấy. À đây đây đây, phải phá những cái tảng đá này để lấy đồ. Ồ, game mà được đấy. Ua. Cấu ơi. Ơ, thế oxy gẹt. Chắc mai mốt mình sẽ phải làm một cái gì đó để coi như là. Ố. Ui, bão nữa ạ. Damn. Xuống. Má rồi, trên cái hành tinh này khắc nghiệt quá. Ô, dây leo. Đây rồi. Cái này không phải cục đá anh em ạ. Đây rồi. Cái này để làm pin anh em ạ. Đấy luôn, xem có gì không. Còn gì hết. Nói chung là mình cần phải kiếm thêm vài cục đá nữa. Ủa sắp hết oxy rồi. Hết oxy. Đi. Game này khổ quá. À, để xem mình có thể leo trên này được không. Ô leo được này. Trên này lại không thu thập được cái gì anh em ạ. Thôi lại xuống dưới thôi. Hiện tại thì mình mới ngủ dậy là mình làm video luôn nên thế bây giờ mình có cảm giác mắt mình nó hơi buồn ngủ á. Nói chuyện nó không được vui vẻ anh em thông cảm nhá. Bởi vì mình phải làm ngay thôi là hôm nay mình lại lười đấy. Nói chung là mình sẽ. Ô. Cá, đứng lại. Ồ, đây là một con cá, nói chung là nếu biết để làm gì. Nói chung nó là cá. Ơ, đồ ăn. À, bắt cá về nướng lên ăn. Ồ. Yeah. Mình ạ. À, ấn chuột để tiêu thụ. Vậy là thức ăn của mình là sẽ có cái hình cái táo ở ngay dưới góc màn hình bên tay trái của mình. Đấy, anh em sẽ thấy có hình cái táo tất cả thức ăn, bên kia là nước uống và máu. Camera mình để ở bên tay phải chắc là không bị vướng gì đâu anh em ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ làm pin nhá. Mình sẽ làm pin này. Mình nên làm cái gì trước nhỉ? Từ từ, ấn tab qua. Chắc là mình sẽ làm cái máy quét trước để mình quét đồ. Hợp lý đấy. Ôi trời ơi, cái con cú nhà mình nó ồn ào quá. Anh em thông cảm nếu mà anh em nghe tiếng chó sủa nha, nhưng mà chắc là không ảnh hưởng đến đâu ha. Mình sẽ làm một cái máy này. Nhưng mà bây giờ làm cái gì rồi. Ủa, làm kiểu gì ta? À đây đây đây. Rồi. Đây đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy quét này ra. Mình quét cái hồi nãy mình nhìn thấy đó là một cái mảnh vỡ của một cái gì đấy. Nó đâu ta? Đây 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 đây. Ô mình có thể quét hết luôn ạ. Quét kiểu gì? Ồ đây là mút room này. Đã quét mảnh, tiến độ là 1 trên 3, tức là mình phải quét 3 cái mảnh này cơ. Thế là còn nhiều lắm. Quét con cá. Đúng lại. Mà. Từ từ, hết oxy. Mình có thể quét mấy con chim cánh cụt kia không nhỉ? Quét con cá này coi.
đứng lại. Đấy, được được được. Ôi mình có thể quét hết anh em ạ. Ở dưới này có thật ăn này. Lấy luôn lấy luôn lấy luôn. Mẹ mỗi lần đi đâu phải ngó oxy ạ. Đi đi. Rồi đi tiêu. Ủa tiếng còn gì đây. Mẹ game này. Game này không yên bình như là mình nghĩ đâu. Oxy gan oxy gan oxy gan. Mẹ nó game này khô quá. Hở tí là hết oxy ạ. Đám này mình quét được không? Đám cá chắc là cá thường không quét được. Quét con này coi. Đứng lại. Mấy. Rồi rồi rồi. Bắt bắt. Mày chạy. Chạy. Mày chạy đi. Chạy này. Về nướng mày lên ăn. Cá đéo gì cá một mắt đi. Ghê vãi lìn. Nướng lên ăn luôn. Chết đói mà. Ủa cái dưới là cái gì ta? Cái dưới là cái gì? À thức ăn ướp. Mình sẽ cần có một con cá này với lại một cái mỏ muối. Một cây muối. Tức là làm cho cá nó mặn lên ăn cho nó phê ấy mà. Ồ mình có thể làm cái gì này. Từ từ. Nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ làm một con dao anh em ạ. Cá silicon này. Để mình xem cái silicon làm như thế nào. Đây. Chúng ta cần một cái chùm ba cái chùm hạt tảo biển để làm cái này. Đèn pin thì mình cũng làm được rồi. Chỉ cần làm một cái này là xong này. Đèn pin thì chắc chỉ để đi buổi sáng thôi. Còn một cục pin. Ủa cái tiếng gì đây? Mày sợ với Linh. Từ từ từ. Trồi lên xem lại cái gì. À, mưa bão ạ. Thôi 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 thôi. Mẹ đi. Cái hành tinh khắc nghiệt quá. À, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một cái chùm hạt tảo biển. Mình nghĩ là chùm hạt đấy nó ở mấy cái cây. Cây này chắc là không phải rồi. Phải cố gắng làm sao để mình có thể nâng cấp cái lượng oxy mình. Sau này mình có thể đi du ngoạn nó nhiều hơn đấy. Đi tí hết mẹ oxy rồi. Từ, cây này cây gì ấy? Ui, cây này quét lâu thế. À đấy, cái tảo biển đấy. Thế chùm hạt của nó đâu? Chùm hạt đâu? Cái này không thể lấy bằng tay được. À, cái kia, thấy rồi. Ui, tiếng con gì đây? Cái bệnh ghê mình sợ thế. Oh. Nhấp mãi mới lấy được anh em ạ. Từ từ hết oxy. Đi. Đi. Chết oxy. Ờ. À. Mẹ. Ờ, lấy thêm một chút tảo anh em ạ. Lấy đi. À mình có thể quét. Mẹ game này là game quét simulator mẹ rồi. Ơ không lấy được. Mấy hạt là chắc kiểu như chương chín. Rồi nhà mình đâu rồi, kia rồi. À mình cần phải có mấy cái blank để mình làm lại oxygen. Mày mệt quá đi. Cái gì đấy? Không! Gì đây? Oxy! Lên! Mẹ! Cái đầu xanh cái gì vậy? Băng trôi à? Đi chết à? Mẹ! Ui, trên bão ghê thế! Ui. Anh em nhìn này! Ui! Có khi nào nó xét nó chơi một phát ngay đầu mình không nhỉ? Tôi đi về cho nó chắc anh em ạ. Trời mưa thế này là không lên. Trời mưa thế này là không nên đi ra ngoài.
Nói chung là bây giờ mình sẽ làm trước mấy cái thứ này để nếu mà anh em biết là mình cần phải làm cái gì tiếp theo thì anh em nhớ comment cho mình biết nhá. Hiện tại thì thực sự là mình chưa biết phải làm cái gì cả. Cái gì đấy? Ồ, con cá này mình có thể làm nước uống ấy, anh em ạ. What the fuck? Cái này thì chắc là anh em là chơi phần 1 rồi anh em mới biết mấy cái thứ này để làm gì, chứ thực sự là tôi không biết để làm gì đâu anh em ạ. Cái này dùng để làm dầu mỡ, nhưng mà mình sẽ không làm dầu mỡ, mình sẽ làm cái này để làm con dao. Ok. Rồi, làm con dao luôn. Đây là mấy cái đồ thiết yếu nên chắc chắn mình sẽ phải làm rồi. Bây giờ còn làm một cái đèn pin nữa thôi. Từ để mình bỏ mấy cái tab này ra đã. Bỏ cái này ra này. Bỏ cái này ra này. Cái này là cái gì đây? Thiết bị nổi khẩn cấp. Cái này giúp cho mình nổi lên nước nhanh hơn khi mà mình hết oxy đây. Hợp lý. Bây giờ sẽ phải làm thêm một cái silicon với lại bắt thêm một con cá kia về là được. À đây còn. Con dao chắc mình có thể cắt được nhiều thứ rồi đấy. Ui. Dao làm bằng silicon đấy anh em. Bây giờ thì mình sẽ phải đi kiếm con cá kia và bắt nó về. Kia rồi thấy rồi. Cái gì sao màu đỏ lòm vậy? Cá ơi. Bây giờ mình sẽ phải đi kiếm thêm cái blank để làm đèn pin. À, bây giờ không biết kiếm đâu. Thôi cứ về làm cái đồ nổ trước, cứ về làm cái đồ nổ trước đã. Có gì là mình sẽ dùng nó để nổ khẩn cấp luôn. Đây. Đấy. Để nó qua số 1. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm nguyên liệu làm cái đèn pin. Rồi, test thử coi. Ui, chuột phải là đu lên mặt nước ngay luôn này. Lên đấy. Ui, mà hành tinh là đẹp thế nhở. Hành tinh này chỉ có toàn là nước thôi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái mấy cái bờ lanh với lại bắt một ít con cá này về để làm nước. Với lại kiếm một chút muối để làm thức ăn ngon hơn. Đứng lại, mà chạy nhanh vãi đi. Đây. Cái này quặn thì thế còn con dao để làm gì nhỉ? Để mình thử cắt mấy cái dây này coi xem được không. Ôi, lại hết oxy rồi. Rồi ok, xuống. Hết oxy cắt được không nhỉ? Vậy tiếng có gì đây? Ui, tiếng có gì nghe sợ lắm. Tôi không chơi game kinh dị đâu. Mày tiếng gì nghe sợ vậy? Cái gì đây? Nó ghi mình có thể cắt một cái gì đó bằng con dao này. Cắt kiểu gì? Ấn chuột phải để cắt. Để mình cứ nhấn chuột trái ạ. Hết đâu xì. Nhanh. Hết. Ok. Mẹ. Để mình thử chém xem mà nó có đứt luôn không. Đứt luôn này. Nhưng mà đứt xong chả được cái gì cả. À đây. Ở đây có một cái thứ để mình quét đây. Quét luôn. Ui, tiếng có gì nghe ghê lắm anh em ạ. Tôi không đùa đâu. Tiếng nghe sợ lắm. Đây có cái gì đây? Đây là một cái cây bình thường đó. Ôi dồi ôi, lại hết oxy rồi. Cái gì kia? Con gì kia? Trước mặt có con gì đấy? Từ. Lưu game. Save game. Trước khi mình đi tham quan một cái con gì đấy thì mình nên save game. Mình thấy một cái gì đấy ở đây này. Úi dồi ôi, đó là cái cây. Mẹ. Nhìn gà hóa quốc đây anh em. Con kia nhiều gai thế chắc là không phải là một con cá bình thường đâu ha. Thôi chúng ta nên tránh xa nó ra một chút nữa. Ở đây cũng có nè. Xem coi nó có cắn mình không. Ê cá.
nhau mày. Còn mẹ mày. What? Ôi, mình lấy con này về để đi đu đưa đi. Ôi, đi nhức đầu các anh ơi. Mẹ tài xế như nồn vậy. Nhức đầu. Con đấy nó khó điều khiển lắm. Con đấy khó điều khiển lắm anh em ạ. Sao mình không kiếm được cái bờ lanh nào ta? Mày hiếm vậy. À, ở kia còn một cái chỗ để quét nữa kìa. Quét nốt cái này là mình đủ 3/3 rồi đấy. Mình tìm được một cái mẫu thiết kế mới có tên là Sea-Line. Nó giống như là Sea-Line là kiểu thám hiểm dưới nước à. Ủa cái gì đấy? What the fuck? Uầy, ở trên kia đang bão ạ. Mẹ, môi trường trên đấy khắc nghiệt vậy liền. Ôi, mình đi xa nhà lắm luôn đấy. À, nhà mình gần đây ngay đây mà. Từ anh em lại mình xem cái Sea-Line là cái gì nhá. Vào luôn. Ôi dồi ôi, gần chết khác, gần chết đói luôn ạ. Ôi, làm ngay con cá. Ôi thôi chết rồi, con cá nó làm nước. Ôi thật. Ô, mình có thể làm một cái chân vịt này. Cái chân vịt này giúp mình bơi nhanh hơn 15% này. Làm luôn. Lại, bên ngoài trời lại đang bão đấy. Nghe cái tiếng này là biết rồi. Đây đây, Sea-Line đây. Mình cần một pin, dầu mỡ, dây đồng với lại titanium. Ok, mình sẽ pin nó vào. Cái này là giúp cho mình đi nhanh hơn đây. Đi nhanh hơn ở trên trong môi trường dưới nước. Được đấy. Từ từ, cái chân vịt. Auto chân vịt đâu? À, chân vịt mình tự trang bị vào luôn rồi. Nó ở đây này. Mình sẽ đã nấu này. Ơ chứ gì đấy? Đã nấu rồi mà. À, khát nước. Khát nước. Mình sẽ bỏ bớt mấy cái này vào đây. Nó bị khát nước. Mình sẽ đi kiếm vài con cá nấu nước rồi đã. Mình cứ bị cái tật mà bấm vào cái nút escape để tắt đấy. Mình sẽ sửa trong mấy cái tập tiếp theo nha anh em. Anh em thông cảm. Hiện tại giờ tôi vẫn chưa sửa được. Đây rồi. Chúng ta cần phải đi kiếm nhiều cái nho biển. Nho biển để làm dầu mỡ. Dây một ít quặng đồng để làm dây đồng. Mà trước hết thì nên chữa khát đã. Con cá ấy nước rồi ta. Đi mẹ cái tiếng gì nghe. Lên. Đi mẹ, game này khổ quá. Khi nào tôi mới có thể có nhiều oxy hơn đấy. Ok, kia rồi. Mấy cục đá là để kiếm đồng anh em ạ. Lại thì tiêu mà. À đây đây. Con cá có nước ở đâu? Lại thì tiêu mà. Con cá cho thêm nước ở đâu? Vừa thấy nó ở đây mà. Mà chuồn nhanh vẫn liền. Anh em có nghe thấy cái tiếng này không? Tôi thực sự là không biết tiếng gì đâu nha. Nhưng mà tôi đoán nó là một cái con gì đó. Nó rất là ghê gớm ấy. Là oxygen thôi. Lên. Ok. Thôi nói chung là mình cứ làm cái Sea Line trước đi. Cái đèn pin mình cũng nghĩ là không cần lắm á. Bây giờ đi kiếm nho biển, đúng rồi. Mấy cái tiếng gì nghe ghê. Tiếng gì đây? Con này nó huýt sáo với mình anh em ạ. Được quá nhỉ. Loài vật thân thiện.
sẽ xem sơ qua một chút coi. Mình phải làm bao nhiêu. Đây cái dây đồng, hai quặng đồng. Pin thì cần, lại phải cần cái blank. Đấy, lại nữa rồi. Bây giờ là đủ rồi đấy, nhưng mà vẫn phải kiếm cái blank. Blank kia không biết kiếm ở đâu. Mẹ điên thế nhở. Chắc phải đi vòng vòng kiếm. Thôi cái này quét chưa ấy? Ồ, cái này chưa quét nè. Cái gì đấy? Cái này là máy mảnh bẫy trọng lực. Mình chỉ cần quét hai cái mảnh bẫy trọng lực là mình có thể làm ra được cái đấy. Ồ, kia có cái gì kìa? À, mấy con chim cánh cụt để mình xem mình có quét được mấy con. Ở kia có gì nữa kìa? Để lạnh quá, lạnh quá. Quét được không? Quét mày tí nha. Ok, quét được rồi. Mình thấy ở bên kia có một cái gì đó, mình sẽ bơi qua thử xem là cái gì nha anh em. Đây này. Để có điện, có điện, có điện, có điện, có điện, có điện. Bơi qua có khi là bay màu đấy anh em ạ. Đéo đùa đâu. Thật, tôi không thể giỡn. Từ. Trước khi khám phá một cái gì đó chúng ta nên lưu lại. Rồi. Test thử xem. Tôi nghĩ là tôi sẽ tắt bởi vì nó có điện. Lên. Thử coi. Lên máy. Lên. Không leo được anh em ạ. Ở trên này có cái gì nhiều lắm. Má có dây điện này. Nhìn sợ với lì. Cái gì đây? Ồ, lên đây là quét được đồ. Máy dò khoáng vật. Được quá nhở. Lên này, lên trên này thân nhiệt mình bị đang bị giảm. Một cái mảnh gì đấy. Ồ, được cái gì nè. Nhiều đồ lắm anh em ạ. Tôi đi xuống, thân nhiệt đang bị giảm. Vai cực ạ. Lên trên xuống dưới nước thì hết oxy, lên trên thì bị thân nhiệt giảm. Khổ quá. Sinh tồn có khác. Giờ tôi còn đang chết khét đấy. Blank ơi, mày ở đâu? Mày ra đi. Cho tao nhanh, tao còn về. Thôi anh em ạ, đi về. Chúng ta nên đi về kiếm một ít nước uống, chúng ta sắp hẹo tới nơi rồi. Đây à? Đây phải không? Từ, hết oxy. Rồi. Đây, hình như là đây này. À không phải. Ô cái bờ lanh thì khó kiếm thế. Ôi cái này khó kiếm thế. Mấy cái kia dễ kiếm nhưng mà cái này hơi khó kiếm. Đấy con cá này có nước đúng không? À không phải con cá này. Chết rồi. Mẹ. Cái này cái mà đưa mình lên trên mặt nước này nó còn mạnh đến nỗi mà nó nhấc cả người mình lên trên không luôn cơ mà. Vãi lìn thật. À kia thấy rồi, tôi thấy rồi. Ui. Đi sắp mặt lờ mới kiếm được một cái ạ. What? Cái gì đây? Mấy cái này không quét được. Ô, ở đây có nhiều lắm. Quét luôn. Oxygen, nhanh. Mày thấy, anh em thấy không? Nó nhấc cả tôi lên trên không luôn cơ mà. Mày khỏe quá đi.
Từ anh em lại đi kiếm nước uống hết nước rồi. Cá ơi, mấy cái con cá tạo nước không nhở? Xong tôi rồi, cá. Đây. Đứng lại. Chạy đi đâu con sông? Ha. Hết nước uống. Không phải. Đây rồi. Hai chai. Chạy đâu con sông? Vào lẹ thôi tật. Nhanh. Ô, và trong phi thuyền cũng có oxy này. Tao biết là hết nước rồi. Đây hai chai. Khổ. Bú luôn. Thôi hẹo. Ok. Bây giờ mình sẽ làm trước, đó chính là pin với lại dây đồng. Lấy dầu mỡ trước đi. Dầu mỡ này. Một nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm pin. Đồng trước đi. Đây, dây đồng. Dây đồng với pin nữa là xong. Đít, lại thiếu một quặng đồng ạ. Đít. Một quặng đồng nữa. Làm cái gì nhỉ? Làm đèn pin. À mà đèn pin cũng cần pin ạ. Quặng đồng nơi nào? Chắc là xuống như này sẽ thấy nhiều hơn đấy. Để mình xuống như này coi. À cái chỗ này hồi nãy mình vừa vào để mình lấy cái mấy cái blank này. Đây. Ok. Có con dao này pháo quặng nhanh hơn đấy. Đây. Headshot. Hết oxy. Tập sau tôi sẽ cố gắng làm một cái gì đó để tôi kéo dài cái thời gian oxy của tôi, chứ cái này thì khó chịu quá. Tối quá anh em nhỉ. Mong là anh em vẫn nhìn thấy chứ bây giờ tôi chưa có đèn pin. À có một quặng đồng này. Bây giờ thì làm thôi, kiếm nốt một cái nữa làm cái đèn pin luôn anh em ạ. Ô, cái này quét chưa nhỉ? À mà si ghét là quét rồi. Ô, quét ra titium này. Cái nào mà mình quét rồi thì nó sẽ quét ra titium ạ. Đấy rồi, đủ rồi. Đi về nhà đâu rồi. Ôi, 100m cơ, hết mẹ oxy rồi. Lấy mày về luôn, tiện thể ăn luôn. Lấy mày về, tiện thể uống luôn. Ha. Đấy rồi. Chạy hộ. Đấy rồi. Chạy đi. Mày chạy đi. Hả? Ôi, game này cũng dễ chơi mà. Một cái thế giới mà quái vật nó hiền thế này thì cũng hơi chán à. Mong là về sau mình sẽ kiếm những cái gì đó nó thử thách hơn. Bây giờ thì mình sẽ làm hai cái pin. Rồi, thứ nhất là cái này, thứ hai là đèn pin. Ui, to thế. Đèn pin đâu? Đây. Yep boy. Yeah. Từ đang cái này cái gì vậy? Pháo sáng. Cái này kiểu như là để mình bắn supply ấy. À, phải nhét vào đây à? Đèn pin à? Đèn pin mình sẽ cho vào đây. Ok, vậy đẹp rồi. Ăn một chút này, uống một chút này. Ui, cái này cái gì đây? Ui, cộng 75 phút luôn ạ. Pháo sáng. Mình cũng chưa biết cái này để làm gì, thôi cứ kệ đi. Ok, và có lẽ mình sẽ dừng tập này tại đây. Hẹn gặp anh em ở những cái tập lần sau của tựa game Subnautica Below Zero. Đây là một cái tựa game mà rất là thú vị và nó rất là sinh tồn, rất là kiểu an nhàn ấy, trong một cái thế giới đại dương rất là đẹp và một cái hành tinh cũng rất là đẹp nữa.
Mong là anh em sẽ ủng hộ mình ở những cái tập sau của cái tựa game này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video lần sau. Goodbye.